Ok, xin chào mọi người, chào mọi người quay trở lại với channel của mình là Vusensa đây. Hôm nay chúng ta sẽ chơi game đó chính là Need for Speed Payback. Yep. Fuck bro. Cái lòng bàn vậy. Ok. U cha đúng ta, mình để u cha thử nha, sao cái nữa không biết có chỉnh được không, nãy mình chỉnh không được cây thật sự, chỉnh như thế nào lưu game không chỉnh được, để tí nữa mình coi thử. Vision off là chắc rồi. Ok. Cái gì ba? À, vô game luôn ạ. Skip. Chà. Năm mấy bé. Lên sóng máy. Rock hơi nhiều nha. Lâu chuyển game đua xe ấy nhỉ. Ui, Ucha chơi vẫn ổn các bạn. Game này Ucha chơi vẫn ổn. Để coi mình đua thêm mấy trận nữa nó ổn hay không mình sẽ. Để nó ổn ấy. Tăng mấy bé chị. Shit. Lâu. Ôi. Ai. Để coi map nữa. Ôi. Tụi này chơi gian quá. Okay.
Đã phải lean. Đây là video test hiệu năng nên mình không thể chơi hết đâu. Chơi để trải nghiệm thôi. Đứng lại. Need for speed, baby. Còn need for speed hit nữa. Sẽ đi trải nghiệm từ từ. Nói chung là sẵn mình chơi mình trải nghiệm rồi chứ. Dạo này test bên mắt ngoài cũng ngán. Sợ mình cũng ngán nữa. Test hoài cũng biết khiếp nhạc gì vô. Thôi chơi game, ngồi nói chuyện, làm video ngồi chơi game chứ là chim nhiều lúc nó cứ giật giật khó chịu. Dạo này nghe nói các quan bị đứt tiếp gì cáp AAG chứ. Okay. Nó nhiều phải kẹt này. Đu đi. Tăng lên rồi. Mười quả đạn. Ôi. Phải vượt qua tụi này nữa, khó nha. What the fuck, bully? Đi phải đi for speed more wanted đâu. Ui. Ôi. Mày chơi tao à? Xét bảo vệ đủ má thế. Đây là quả thế gì trong. Ui. Rồi gan nha. Ui. Mày màu. Bố mấy vị với chờ không bước. Mày.
Úi giời ơi, tính móc đầu tao à. Đâu dễ bạn. Dài thế. Ui. Chuyển xe tiếp rồi. Tùy tùy chỗ. Ơ, cái gì vậy? À, không biết gì đuôi xe cái này rồi. Hết hồn. Ui, mình xe VIP rồi. À, lấy mũi xe của ba lồn kia. Này vụ cop mấy thằng bullet. Bà kêu bà gửi bullet tới. Ui, tới rồi kìa. À, cái địt mấy cái lồn gì đấy. Ui. Chơi kỳ mấy anh, chơi hội đồng. Mấy xe ngồi đường ấy. Khó chịu. Tới à. Ui. Thêm hai cốt. Where's the car? Nina Navarro. She played us both and took it for the house. Did she? You're useless to me. Enjoy prison.
Although, you'll want revenge. So will I. Yeah. Lái xe đồ mệt. So you pull up next for a real sweet ride. What do you think? How much does it cost? How fast can it hit 100? I tell you what I think. I see potential. I see the knife's edge of control. That split second where I put everything on the line. I see myself winning it all. Morgan! The boss would like his car now. Yeah. I'll be right there. Let's have a little fun. The boss is meeting some big player from the house today. Ây da, cắt cái lồn từ từ, đi từ từ thôi. Cu mượt quá à, chiếc này mua cu mượt. Cái đó là đua tính thời gian hả? Không được có làm sao. Mình bấm lộn nút shift thành nút drift. Mày chơi với xe buýt nhiều quá, cứ lộn nút space thôi mà. Mượt ngay. Sao lại dừng giữa đường? Điệp mẹ mày. Nên mình để ưu cha hết nha. Trời mượt vậy đàn. Con này có nói RX 580. Ui. Oh. Fuck. Đường mày khó chịu vậy. Nghe đường khó chịu thật sự. Get back here before I can fire your ass. Ah. Shit. Mọi chuyện cứ ah. Mình cua nó còn đéo chịu cua. Ui, nhìn xe kìa. So much as dinged my car.
đít. Quá vậy dùng cái xe. Tầm tù với đàn á. Godspeed Racers, this is your curator and you're listening to the voice of the streets streaming at you from the wilds of Fortune Valley. The streets are calling. They're full of tired, run down communos right now, but you're not part of the rat race. Cái lùa gì đây? Your races. Who among you can tame this city? Who among you can handle the rush? Do you have what it takes? Tis the season of speed. The Outlaws Rush is coming to Fortune Valley. Only the best of the best can run it. Only the best of the best will win it. Could it be the Outlaws Rush? Á, lại lộ. Chiếc này lúc lúc mà nó drift xong, nó lấy nhà mình à. Tù với đen. It's time. About those street races. Give me the number. So, I hear we got a wannabe contender to race for the house, huh? Yeah. Just give me a time and a place. Whoa, whoa, slow down. You think the house hires just anybody? You'll have to prove yourself first. Show me what you've got in some races around town, and you'll get your shot. Giờ tới đường đua. Mày xe này đua mẹ gì? Xe này đua con đi. Đua cái lâu gì đi. Xe này không có đi chô nha. Đừng đùa. Cái lục. Vô. Ừ má, đu xe này thật luôn ấy. Ok, đu phát này nữa chúng ta kết thúc video nhá. Trời hết. Lộn mình đéo mình cứ kiểu đi miệng cứ như speed này khó chịu. Cái này đây phải ship, ship là speed còn space là phóng micro. Xong rồi.
tưởng nó còn nhiều hơn thế. Từ á. Okay, okay, not bad. Maybe the house can use someone like you. The better the racer, the more convincing it is when you take the fall. À, đua thêm trận nữa đi. Tưởng nhiều vãi. Ít. Không cần ít vãi lìn. Vậy, cu từ từ thôi. Đi lộn hướng mới ghê. Vô biết cái bị dính mấy quyền mấy cái game mà gọi là đua xe nó hay ghép mấy cái nhạc vô giống điên GTA cũng gì không biết. Ủa em phá nhà phá cửa à, hên phải trúng tường á. Thôi, nhịp mẹ hết đuôi cái này tao nghỉ. Bà lát ôi xím đụng win 2 phút. I win again. Fine, you prove you can drive. Ok thì mình sẽ kết thúc video ở đây. Nếu các bạn thích cho like, subscribe, share. Nếu các bạn thấy video này hay. Ok, nói chung cứ để Ucha thì các bạn cũng có thể chơi được, nhưng mà mình có thể nghĩ các bạn có thể chơi được vì 4 cái FPS vẫn chơi được. Không đến nổi là nó lắc lắm đâu, lúc nó nhảy lên sóng mấy FPS để thử chơi đấy. Vừa đủ để chơi luôn. Ucha khỏi bàn, mình đang đợi Ucha mà. Ok, hẹn lại nha, goodbye.
Bye.